luôn mắt rồi. Sao bây giờ kêu nó bao nhiêu mâm tức? Tôi bao răm. Ông chỉ có biên cứng đây ông lên bao răm. Riêng cái đầu nó đã 20 phân rồi. Anh nói cho em biết vậy. Thấy không? Bằng cái chổi không? Chổi không, đem chổi cái đó. Đem chổi cái đó. Cầm cái thước ra đây. Hả? Có cái râu của nó kéo thẳng lên xem được bao nhiêu? Con dài nha. Con này con dài. Con này bằng cái chổi. Con này bằng cái chổi xong bằng. Rồi lấy để mày chảo mày lên mày mày chết với tao. 4 gang nha, 4 gang của 4 gang của anh hơn nha. 8 tấc. Mày no mày ơi. Không cần chấp râu. Mày đo xem được 80 không? 800 không? 900 để mày chết với tao gần 1 mét. Con cá. Nghe không? Giỡn qua trời con cá nhìn cái thước cái tao. Nhìn con cá là biết cái chiều dài của nó rồi, nhìn cái đầu không là tính ra cái chiều dài. Đây là cá này. Cầu thủ đây. Quay. Thôi, cậu không dám luôn á. Nút lửa rồi sao lấy? Gần 900 nhỉ? Gần 1 mét cơ mà. Chú lấy kìm cho ba tốt. Nhìn biết con cá nó con này cưng lắm. Đâu đơn giản, nếu mà chấp râu nó cả mét đấy. Dựng sáu thua luôn rồi đó. Nhìn con cá nó biết rồi. Đây nha các bạn nha. Câu cảnh này mới. Cái này đi mà con cá. Mới câu được con cá khủng. Con cá cái này đi mà. Miền Tây đấy. Gần Tây Cúng. Từ đâu lên gần Tây Cúng. Cả mét đi. Con cá cái này nè trời. Nè. Gần Tây Cúng. Cái đôi đất gần tới cúng luôn á, chú cá. Cô kia chui vào trong video của tôi.